Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh VnTech của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải và cài đặt phần mềm Visual Studio 2019. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào Google, sau đó chúng ta sẽ gõ Visual Studio 2019 và Enter. Sau đó chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của Visual Studio .microsoft.com ở đây. Các bạn sẽ download. Như vậy tại thời điểm tôi quay video này, chúng ta đã có bản review Visual Studio 2022 ở đây. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải và cài đặt phần mềm Visual Studio 2019. Tại đây chúng ta sẽ có 3 phiên bản. Thứ nhất đó là phiên bản Community, thứ hai phiên bản Professional và phiên bản Enterprise. Như vậy với hai phiên bản này, Professional và Enterprise, chúng ta phải mất phí. Còn đối với phiên bản Community, có nghĩa là phiên bản dành cho cộng đồng, thì không phải mất phí. Và nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cũng có thể tải và cài đặt hai phiên bản có phí ở đây. Ở đây tôi sẽ chọn phiên bản cộng đồng. Chúng ta chọn Free Download, chọn lưu thông tin. Như vậy chúng ta đã tải về thành công ở đây. Các bạn sẽ click vào để tiến hành cài đặt. Chọn Continue. Như vậy quá trình tải về và cài đặt đang được bắt đầu ở đây. Tại màn hình này tùy thuộc vào chúng ta muốn lập trình trên ngôn ngữ nào, và lập trình web hay lập trình ứng dụng trên desktop hoặc ứng dụng trên mobile mà chúng ta sẽ lựa chọn các gói cho phù hợp. Chúng ta sẽ có nhóm Web and Cloud ở đây, phù hợp cho xây dựng các website. Ở đây tôi sẽ làm việc trên hai ngôn ngữ chính, đó là VB.net và ngôn ngữ C cộng cộng, và tạo ứng dụng mobile với ngôn ngữ C cộng cộng. Khi chúng ta click chọn một gói nào đó thì tổng dung lượng yêu cầu sẽ tăng lên ở đây. Tôi sẽ chọn thêm công cụ này và công cụ này. Sau đó các bạn sẽ click vào mục Install để tiến hành cài đặt. Như vậy quá trình tải về và cài đặt sẽ được bắt đầu ở đây.
Như vậy chúng ta đã cài đặt thành công. Ở đây nếu các bạn có tài khoản của Microsoft thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Ở đây tôi sẽ đăng nhập sau. Not now, maybe later. Chọn Start Visual Studio. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một project mới. Chúng ta sẽ click vào Create a new project. Tại đây tất cả các gói sẽ được liệt kê ở đây. Như vậy chúng ta đã cài đặt rất nhiều gói. Để có thể lọc, chúng ta sẽ lựa chọn ngôn ngữ ở đây. Ví dụ như tôi sẽ lựa chọn Visual Basic. Chọn Platform. Ví dụ như tôi lập trình trên Windows. Và chọn lập trình Desktop. Như vậy chúng ta đã lọc ra các gói thỏa mãn điều kiện ở đây. Ở đây tôi sẽ lập trình trên Windows Form. Do đó chúng ta sẽ click vào mục Windows Form App. Và chọn Next. Sau đó chúng ta sẽ đặt tên cho dự án của chúng ta. Như vậy dự án của chúng ta sẽ được lưu trữ ở trong ổ đĩa C, User, tên người dùng, Source và Report. Chọn Next. Ở đây chúng ta sẽ để mặc định. Chọn Create. Như vậy dự án mới của chúng ta đang được tạo ở đây. Tại giao diện chúng ta sẽ có các phần chính như sau. Thứ nhất đó là Tonebook. Đây chính là hộp công cụ. Để ghim hộp công cụ này, chúng ta có thể click vào mục Auto Hide ở đây. Như vậy hộp công cụ sẽ được liệt kê ở đây, để chúng ta có thể thao tác nhanh hơn. Tiếp theo đó là thanh menu bar và thanh công cụ ở đây. Chúng ta có thể lựa chọn. Để chạy dự án của chúng ta sẽ click vào biểu tượng ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có Solution Explorer. Và mỗi đối tượng đang chọn chúng ta sẽ có các thuộc tính ở đây, Property. Và ở những video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Visual Studio để có thể lập trình với ngôn ngữ C cộng cộng, C Sharp và VB.NET. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.